Nếu bạn gặp phải một người phụ nữ toàn thân dính đầy lông gà hôn mê bất tỉnh trên đường thì bạn sẽ làm gì? Sẽ xem như không thể tránh khỏi phiền toái cho mình, hay là lấy điện thoại ra chụp rồi tức tốc đăng lên Facebook? Ông chú này rất to gan, trực tiếp cõng luôn người phụ nữ về nhà mình. Ông chú là một ông chủ của một tiệm cơm, đúng lúc trong tiệm đang thiếu người, thế là giữ người phụ nữ lại tiệm giúp đỡ. Không ngờ một thời gian sau đó, ông chú kinh ngạc phát hiện người phụ nữ mình nhặt về không chỉ xinh đẹp mà ngoại hình cũng xuất chúng, hơn nữa làm việc nhanh nhẹn dứt khoát. Một mình cô ấy thậm chí có thể làm được số lượng công việc của 3-4 người. Chuyện quan trọng hơn là cô ấy bị mất trí nhớ, hoàn toàn không nhớ ra thân phận trước đây của mình, cho nên không cần suy nghĩ làm thế nào để đưa cô ấy về nhà. Trong quá trình ở bên nhau, ông chú cũng dần thích người phụ nữ có lai lịch bất minh này. Ông ấy quá vợ đã nhiều năm, một mình nuôi dưỡng đứa con gái. Người phụ nữ này đối với ông ấy mà nói quả thực là trời ban lương duyên. Từ lúc nhặt người phụ nữ này về, việc làm ăn của tiệm cơm cũng bắt đầu tốt lên. Ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng thời gian lâu rồi ông chú cũng bắt đầu thấy phiền não, vì người phụ nữ bắt đầu suy nghĩ mình là ai, mình từ đâu đến. Cách thức để lấy lại ký ức của cô ấy cũng rất kỳ lạ, đó chính là không ngừng sốc điện chính mình. Điện áp trong nhà không đủ, còn chạy ra nơi vắng vẻ tìm sét đánh. Cũng may cô ấy phước lớn mạng lớn, lần nào cũng bình an vô sự, chỉ là trong nhà ông chú nhiều lúc sẽ đột ngột bị cúp điện. Cũng may ông chú đã quen rồi, lần nào cũng thu dọn tàn cuộc thay cô ấy. Hiển nhiên cách này không có tác dụng gì cho việc hồi phục ký ức. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu ngày nào cũng dày vào bản thân, ông chú bắt đầu lo lắng. Một khi người phụ nữ hồi phục ký ức thì có thể sẽ bỏ ông ấy mà đi. Để giữ người phụ nữ ở lại, ông ấy quyết định nhân lúc trời tối lén đi vào phòng cô ấy làm chuyện để gạo nấu thành cơm một cách thần không biết quỷ không hay. Chỉ cần người phụ nữ sinh con cho ông ấy thì cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này rồi. Nhưng người phụ nữ nhanh chóng tỉnh dậy, đạp cho ông chú một đạp bay ra cửa. Từ đó về sau, ông chú cũng không dám nghĩ đến chuyện này nữa, an phận giữ khoảng cách với người phụ nữ. Con gái ông chú đang trong độ tuổi nghịch ngợm, mỗi ngày đều không đi học tử tế mà học theo bộ dạng của mấy kẻ lưu manh chia bè kết phái, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau. Lần nào cũng đánh đến máu chảy đầu rơi về nhà, lại nhìn thấy bố và người phụ nữ không rõ lai lịch đang mùi mẫn với nhau thì càng tức giận hơn. Cô bé cảm thấy người phụ nữ đến ở trong nhà đã cướp đi mọi sự chú ý của ông bố đối với cô bé, gây nguy hiểm đến sự chăm sóc yêu thương của bố đối với mình. Nên cô bé luôn châm chọc người phụ nữ, mỉa mai cô ấy ngay cả bản thân mình ai cũng không biết, thậm chí còn đặt biệt danh cho cô ấy là đầu heo. Nhưng người phụ nữ không hề tức giận, cô ấy cảm kích sự chăm sóc của hai bố con ông chú đối với mình. Tuy đã mất trí nhớ nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được tình yêu. Không phải cô ấy không hiểu ý của ông chú, chỉ là trước khi chưa làm rõ được thân phận của mình thì cô ấy làm sao có thể chấp nhận một tình cảm mới chứ. Những ngày tháng bình thường cứ thế trôi qua, người phụ nữ vẫn làm việc chăm chỉ mỗi ngày, đi ship hàng, lau dọn bưng bê trong tiệm cơm. Hôm nay, cô ấy đến ngân hàng có việc, đột nhiên bọn cướp cầm súng xông vào. Sau khi đánh bị thương vài người, chúng bắt đầu cướp tiền trong ngân hàng. Vốn dĩ người phụ nữ không muốn xen vào, nhưng khi cô ấy nhìn thấy một thai phụ bị bọn cướp dẫm đạp rồi mặc ít khiếp thì lòng chính nghĩa trỗi dậy khiến cô ấy không thể tiếp tục im lặng được nữa. Cô ấy ra tay dứt khoát, bay lên nhảy xuống đánh gục hết bọn cướp đang cầm súng. Chỉ dựa vào sức mạnh của một người đã giải quyết được một nguy cơ lớn. Lần đầu cô ấy phát hiện ra thân thủ của mình tốt như vậy. Sau chuyện này, người phụ nữ bắt đầu hoài nghi có lẽ trước đây mình từng là thành viên trong đoàn xiếc. Suốt ngày nhào lộn trong nhà, cô ấy càng tự tin về thân thủ của mình hơn. Thấy chuyện bất bình sẽ rút dao tương trợ, giúp hàng xóm láng giềng trừ gian diệt ác. Không lâu sau, ở trên con đường mà tiệm cơm đang tọa lạc bắt đầu những chuỗi ngày không yên bình. Thì ra con đường này đã bị bên khai phá mua rồi. Bên khai phá định tháo dỡ nơi đây rồi xây tòa nhà thương mại mới. Và vấn đề khó nhất là phá bỏ và rời đi nơi khác này thì bên khai thác giao cho ông trùm xã hội đen xử lý. Cách xử lý của ông trùm đơn giản thô bạo. Hắn ta sắp xếp đàn em bắt đầu đi đến từng nhà từng hộ thương dân uy hiếp bạo lực toàn bộ con đường, cưỡng ép họ ký vào hợp đồng ngọn đi. Một khi có người phản kháng, nhẹ thì bị nhục mạ, nặng thì bị đánh. Toàn bộ thương dân của con đường ngày nào cũng bị đám côn đồ gây phiền phức. Các thương dân không muốn chịu đựng nỗi khổ này nhưng lại chỉ có thể giận mà không dám lên tiếng. Hôm nay, con gái của ông chú lại bị bạn bè bắt nạt, trùng hợp bị người phụ nữ đi ngang qua nhìn thấy. Liền sau đó, người phụ nữ lấy kéo dạy cho những đứa bạn bắt nạt con gái ông chú một bài học. Sau chuyện này, thái độ của con gái ông chú cuối cùng cũng có sự thay đổi. Nhưng người phụ nữ còn chưa kịp vui mừng thì cô ấy càng cố chấp muốn làm rõ thân phận của mình. Cô ấy không hy vọng cả đời này phải sống vô tri vô giác, không biết không hay như thế này. Thế là cô ấy để lại cho ông chú một tờ giấy, một mình lên đường tìm kiếm bản thân. Cô ấy đi đến một ngôi chùa, hỏi sư thầy về thân thế của mình. Sư thầy nhìn thấy hình xăm trên lưng cô ấy thì nhất thời giật mình không biết làm sao. Người phụ nữ bỏ đi được một thời gian, ông chú chỉ có thể bảo con gái đến tiệm cơm giúp đỡ. Cô gái được nuông chiều làm gì biết làm những chuyện mệt nhọc này. Đi ship hàng vài lần thì than lên than xuống. Cuối cùng cô bé cũng hiểu ra nỗi khổ của người phụ nữ và cũng cảm thấy thương cảm cho người phụ nữ không rõ lai lịch kia. Không lâu sau, người phụ nữ trở về. Tuy cô ấy vẫn không biết mình là ai nhưng dù sao nơi này có sự trói buộc đối với cô ấy. Hai bố con ông chú nhìn thấy người phụ nữ quay về vui mừng đến nhảy càng lên. Nhưng chưa đợi họ vui mừng được bao lâu thì đột nhiên có vài cảnh sát đến nhà hỏi thăm. Ông chú không biết sự tình còn tưởng người phụ nữ là tội phạm đang bỏ trốn, nhanh chóng kéo cô ấy lái xe bỏ chạy. May thay cuối cùng hiểu lầm được hóa giải. Thì ra ở vụ án cướp ngân hàng lúc trước, cảnh sát nhìn thấy toàn bộ quá trình mọi chuyện từ trong camera ngân hàng nên đặc biệt đi tìm người phụ nữ dũng cảm khắp thành phố, biểu dương hành động anh dũng cứu người của cô ấy.
Không ngờ một lần hành động vô tình lại đẩy người phụ nữ lên truyền hình TV. Cô ấy trở thành nhân vật trung tâm trên bản tin trong một thời gian. Còn ủy ban huyện khổ não vì không có năng lực chống lại thế lực xấu xa nên bầu chọn người phụ nữ làm giám đốc hiệp hội thương mại trước mặt mọi người. Ý định muốn cô ấy dẫn dắt các hộ thương dân cùng nhau chống lại thế lại xấu xa của ông trùm. Ông trùm biết được tin này, tất nhiên hắn ta sẽ không cho phép ai chống đối mình. Ông trùm vốn định phái người lén lút trừ khử người phụ nữ đi. Nhưng sau khi hắn ta nhìn rõ mặt người phụ nữ thì kinh ngạc phát hiện cô ấy chính là Châu Ungin, bà trùm băng đảng xã hội đen khác. Và băng đảng này cũng là kẻ thù lâu năm của ông trùm. Thì ra trong cuộc chiến bang phái năm đó, não của Ungin bị thương nên mất đi trí nhớ. Ông trùm cũng đang tìm tung tích của Ungin, chính là muốn một mẻ tóm gọn lấy cô ấy. Ông trùm bất ngờ quyết định không thể cho Ungin chết một cách không rõ ràng như vậy được. Hắn ta phải giúp Ungin hồi phục trí nhớ trước, sau đó mới đích thân trừ khử cô ấy, để Ungin chết đi trong hối hận, đau khổ và bi thảm. Dường như chỉ có vậy mới có thể xóa được nỗi hận trong lòng mình. Cho nên ông trùm sắp xếp đàn em mình nhảy điệu múa đặc biệt của xã hội đen trước mặt Ungin, định dùng cảnh tượng quen thuộc gợi cho Ungin nhớ lại ký ức. Nhưng những thứ này vô dụng đối với Ungin. Đám người này hai lần ba lượt bị cô ấy đuổi đi. Lúc này một cô gái quyến rũ trong băng của Ungin cũng tìm đến cửa. Bày đủ trò trước mặt Ungin để cô ấy nhớ ra mình, không ngờ lại bị Ungin tưởng nhầm là kẻ tâm thần đánh ra khỏi tiệm. Cô gái quyến rũ không cam tâm lên báo tin của Ungin cho đàn em băng của Ungin biết. Lúc này, người của băng đảng đã bỏ đi hết, chỉ còn lại vài người. Biết tin đại ca còn sống, mấy anh em xúc động khóc thút thít. Băng đảng không có Ungin đã sớm bị đe dọa từ lâu. Đàn em trong băng đảng chỉ còn lại ba người. Hôm nay, ba đàn em đột nhiên xuất hiện, mấy người không nói gì, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ungin. Trong đó có một người còn dõng dạc kể lại thời kỳ huy hoàng từng một thời của Ungin. Nói cô ấy từng có mấy trăm anh em, còn từng một mình tiêu diệt hết một băng đảng. Thân phận trùm xã hội đen đến quá đột ngột, hiển nhiên Ungin không thể chấp nhận nổi. Nhưng bọn họ sau đó lật vài tấm ảnh trước kia của Ungin, chuyện này khiến cô ấy không thể không suy nghĩ và chấp nhận hiện thực này. Bản thân trước đây có lẽ thật sự là một đại ca xã hội đen, nhưng chuyện càng khiến cô ấy khó đối mặt hơn chính là gia đình ông chú. Ông chú đối với cô ấy tình thâm nghĩa trọng, cô ấy cũng dần có tình cảm với người đàn ông chân thật và chất phát này. Nhưng bây giờ liệu ông chú còn có thể chấp nhận cô ấy không? Còn con gái ông chú, trước đây từng là một cô bé không hiểu chuyện nhưng dưới sự giúp đỡ của cô ấy đã dần ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn. Thân phận thật của mình lại chính là đại ca xã hội đen mà cô bé ghét nhất. Có thể biết được cô bé bị đả kích biết chừng nào. Cô bé một mình hút thuốc trên sân thượng. Ungin giật lấy điếu thuốc, dẫm điếu thuốc xuống đất. Cô ấy không muốn cô bé lại sa ngã lần nữa. Nhưng bây giờ cô bé vốn không còn tin tưởng cô ấy nữa. Cho dù làm thế nào cô bé cũng không chấp nhận được sự thật này. Người chị từng sống cùng mình lại là đại ca xã hội đen tội ác tày trời. Cô bé cảm thấy tình cảm của mình bị lừa gạt, tức giận đánh nhau với Ungin. Kéo cô bé lại, Ungin mất đà rơi xuống dưới. Cú ngã mạnh này đúng lúc khiến cho toàn bộ ký ức trước đây của cô ấy quay lại. Cuối cùng cô ấy cũng nhớ đến mình trước kia, biết mình là ai, cũng biết mình phải làm gì. Cô ấy dầm mưa một mình đi tìm ông trùm. Người phụ nữ muốn dùng cách của mình để đòi lại công bằng thay cho các hộ thương dân. Cả đám người vây quanh Ungin dưới trời mưa to. Hai bên liền sau đó bắt đầu đánh nhau. Mặc dù Ungin võ nghệ cao cường cũng không đấu lại nổi người đông thế mạnh của đối phương. Sau khi đã thấm mệt, Ungin nhanh chóng bị thương nặng. Cũng may có một thương dân kịp thời đến nơi lái xe cứu cô ấy ra. Nhưng ông trùm làm sao có thể buông tha. Hắn ta phái người đi tìm ông chú, uy hiếp ông ấy nói ra tung tích của Ungin. Nhưng ông chú thà chết không nói, cũng khiến cho ông trùm hết cách. Ông trùm thủ đoạn tàn độc bắt cóc con gái ông chú để uy hiếp Ungin xuất hiện. Ungin biết tin tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Một mình cô ấy đi đến điểm hẹn, lại là một trận ác chiến, lại là một đấu 100. Ungin đánh trái đánh phải, đánh lui mọi đòn tấn công hết lần này đến lần khác của đối phương. Nhưng sau vài hiệp, thể lực của Ungin dần tiêu hao. Trận chiến vô cùng thảm hại, Ungin không ai trợ giúp cuối cùng bị thương nặng. Đúng lúc đối phương chuẩn bị ra đòn chí mạng thì ông chú đột nhiên xông vào chắn thay cô ấy một dao. Ông chú ngã vào lòng Ungin, nhìn thấy người đàn ông mình yêu chết thảm, Ungin phẫn nộ tột cùng, càng giết hại hung hãn với đối phương hơn. Lúc này, các thương dân nghe tin đến nơi chi viện, tuy họ không có vũ khí gì ra hồn nhưng cũng do người đông thế mạnh nên nhanh chóng dọa cho ông trùm bỏ chạy. Ungin thừa thắng đuổi theo, gạt chân ông trùm ngã ập mặt xuống đất, nhưng cô ấy lại không giết ông trùm. Hoan man tương báo đến khi nào, những chuyện gặp phải sau khi mất trí nhớ đã hoàn toàn thay đổi được cô ấy, khiến cô ấy hiểu ra vũ lực không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Một đại ca xã hội đen chân chính cần phải hiểu sự khoan dung, giúp đỡ thương dân giải quyết xong mối họa ngầm là ông trùm. Ungin cũng quay lại cuộc sống trước đây, trở thành một đại ca băng đảng được nhiều người ủng hộ, miễn cưỡng rời bỏ khu phố từng cho cô ấy sự ấm áp vô hạn này. Cuối câu chuyện còn để lại một cảnh đặc sắc, Trương Tử Di mặc nguyên cây đỏ, cầm vũ khí quyết đấu với Ungin, xem ra một trận chiến sinh tử sắp sửa xảy ra. Tất nhiên phần đặc sắc đó sẽ để dành lại cho đoạn phim kỳ sau. Được rồi, bộ phim đến đây kết thúc, hẹn gặp các bạn vào kỳ sau. Tạm biệt.